Huy Hoàng xin kính chào quý vị khán giả. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với bản tin thời sự trên kênh CCC News. Và chương trình ngày hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Thông tin đáng chú ý. Diễn viên Hồng Đăng tường trình với nhà hát kịch Hà Nội rằng bị hiểu lầm. Chuyện thật như đùa. Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình từng bị cảnh cáo vì tiêu cực, được giao làm phó ban chỉ đạo chống tham nhũng. Thành phố Hồ Chí Minh kỷ luật hàng loạt cán bộ của hai bệnh viện lớn liên quan vụ Việt Á. Đa số đều là cảnh cáo và khiển trách. Đà Nẵng, cán bộ tuồn 19 sổ đỏ của dân cho bạn mượn để giãn nợ. Chính phủ Mỹ sắp dừng bao cấp vaccine, bộ xét nghiệm, thuốc chữa COVID-19. Từ năm 2023, người dân có nhu cầu phải tự mua. Và sau đây là thông tin đầu tiên. Đà Nẵng, cán bộ tuồn 19 sổ đỏ của dân cho bạn mượn để giãn nợ. Thưa quý vị, ngày 17 tháng 8, Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng xử sơ thẩm vụ lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ đối với hai bị cáo là Đào Thị Như Lệ và Dương Thị Ngọc Anh, đều là cán bộ nhân viên tại chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai quận Sơn Trà. Cáo trạng nhận định, vào khoảng tháng 4 năm 2020, do thiếu tiền để sử dụng cá nhân, lợi dụng nhiệm vụ được phân công trong quản lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người dân, Ngọc Anh đã lấy 5 giấy chứng nhận đưa cho Lệ để được vay 1 tỷ đồng. Khi các giấy chứng nhận này đến hạn giải quyết, Ngọc Anh lại lấy lại và đưa giấy chứng nhận khác cho Lệ. Thời điểm này, Lệ cũng đang vay tiền của nhiều người đến hạn trả nợ nhưng không có tiền, nên bị các chủ nợ thúc, nhờ Ngọc Anh cho mượn tiếp các giấy chứng nhận để đưa cho chủ nợ với mục đích là được giãn nợ. Và đến tháng 8 năm 2020, Lệ vẫn chưa trả được nợ nên bỏ đi khỏi nơi cư trú. Lúc này, các giấy chứng nhận đến hạn phải trả lại cho người dân, Ngọc Anh không lấy lại được nên chi nhánh phát hiện sự việc và trình báo công an. Theo Văn phòng Đăng ký Đất đai quận Sơn Trà, tổng cộng 25 giấy chứng nhận và hồ sơ liên quan được tiếp nhận xử lý tại cơ quan này đã bị mất. Trong số 25 giấy chứng nhận bị mất, Ngọc Anh đã đưa cho Lệ 19 giấy chứng nhận, để thất lạc 5 giấy chứng nhận cùng hồ sơ gốc trong quá trình làm việc. Vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Thành phố Hồ Chí Minh kỷ luật hàng loạt cán bộ của hai bệnh viện lớn liên quan vụ Việt Á. Đa số đều là cảnh cáo và khiển trách. Thưa quý vị, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh vừa có quyết định kỷ luật đối với Đảng ủy Bệnh viện Quận Bình Tân, Đảng ủy Bệnh viện Thành phố Thủ Đức và một số cán bộ liên quan. Những tập thể cá nhân bị kỷ luật nêu trên có liên quan đến việc mua bán trang thiết bị, sinh phẩm xét nghiệm COVID-19 của công ty Việt Á. Trong đó, Đảng ủy Bệnh viện Quận Bình Tân bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách, Đảng ủy Bệnh viện Thành phố Thủ Đức bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo. Liên quan đến vụ việc, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cũng thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Minh Quân, Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Giám đốc Bệnh viện Thành phố Thủ Đức. Những cán bộ khác bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo gồm bà Nguyễn Lan Anh, Phó Giám đốc Bệnh viện Thành phố Thủ Đức, bà Nguyễn Thị Cẩm Vân, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ bệnh viện. Ngoài ra, bà Nguyễn Thị Ngọc, Phó Giám đốc Bệnh viện Thành phố Thủ Đức bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách. Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Chuyện thật như đùa, Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình từng bị cảnh cáo vì tiêu cực, được giao làm phó ban chỉ đạo chống tham nhũng. Thưa quý vị, Tỉnh ủy Ninh Bình vừa có quyết định thành lập ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực. Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình là trưởng ban. Điều khiến dư luận xôn xao khi mà ông Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh được giao làm phó trưởng ban. Ông này từng bị Trung ương kỷ luật cảnh cáo do có liên quan đến tiêu cực. Trao đổi với truyền thông về vấn đề nêu trên, ông Lưu Danh Tuyên, trưởng ban nội chính Tỉnh ủy Ninh Bình cho hay, dư luận xôn xao về việc ông Trần Hồng Quảng được giao làm phó trưởng ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng là có thật. Ông Tuyên chia sẻ, Bí thư Tỉnh ủy, trưởng ban chỉ đạo cũng như các thành viên của ban cũng đã nắm được thông tin dư luận về việc này. Thường trực ban chỉ đạo nhận định đây là vấn đề cần xem xét một cách nghiêm túc nên đã họp, đưa vấn đề này ra bàn để có hướng xử lý. Đây là vấn đề tế nhị nên cần phải xem xét sao cho phù hợp. Phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Ninh Bình cho biết thêm, việc ông Quảng được giao làm phó ban chỉ đạo là theo cơ cấu chung. Qua nghiên cứu các quy định của Đảng, không có quy định nào cấm người đang bị kỷ luật cảnh cáo về Đảng tham gia ban chỉ đạo. Ông Tuyên nói, tới đây, khi xây dựng quy chế hoạt động của ban và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong ban, chúng tôi sẽ nghiên cứu để làm sao cho phù hợp, đảm bảo ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực của tỉnh có niềm tin với nhân dân.
Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Thông tin đáng chú ý, diễn viên Hồng Đăng tường trình với nhà hát kịch Hà Nội rằng bị hiểu lầm. Thưa quý vị, trao đổi với truyền thông, bà Phạm Thị Mỹ Hoa, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội cho biết, diễn viên Hồng Đăng đã đến nhà hát kịch Hà Nội tường trình, xin lỗi về việc ra nước ngoài không xin phép. Bà Mỹ Hoa cho biết, về nguyên tắc, nếu Tây Ban Nha họ có văn bản gửi về nước mình, việc làm của Hồng Đăng Hồ Hoài Anh thì lại khác. Bản thân bạn Hồng Đăng thì nói, bạn ấy bị hiểu lầm thôi. Bạn ấy di chuyển các nước Bồ Đào Nha, Pháp, Đức, Tây Ban Nha và sẽ về vào ngày 1 tháng 7. Nhưng đến ngày 24 tháng 6, Hồng Đăng gặp sự cố phải ở lại để giải quyết công việc. Đến ngày 6 tháng 8, Hồng Đăng mới về tới Việt Nam. Đến nay Hồng Đăng đã làm bản tường trình, ý thức được vi phạm của mình là ra nước ngoài không xin phép anh Trung Hiếu, đơn vị quản lý trực tiếp. Còn chúng tôi là sở, chỉ quản lý về nhà nước. Hồng Đăng có gửi lời xin lỗi đến anh Trung Hiếu và ban giám đốc của nhà hát kịch và sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu bạn ấy vi phạm. Ví dụ như là nếu bạn ấy thật sự liên quan đến vụ ở Tây Ban Nha, liên quan đến pháp luật thì lúc đấy sở sẽ có trách nhiệm xử lý. Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội nói thêm, hiện tại mọi thứ đang là tin đồn, chưa có văn bản. Nếu Hồng Đăng vi phạm pháp luật, phòng tổ chức cán bộ sẽ hướng dẫn nhà hát kịch thành lập hội đồng. Nếu cậu ấy vi phạm pháp luật thì sẽ xem xét kỷ luật theo hình thức nào, thì hội đồng nhà hát kịch Hà Nội và phòng tổ chức cán bộ họ sẽ phải đề xuất lên sở. Lúc đó sở mới tổ chức họp, xem xét, lắng nghe theo đúng quy trình. Hiện tại thì chúng tôi vẫn chưa nhận một văn bản chính thức nào từ bên nước ngoài. Tôi chỉ nghe thông tin như thế. Cụ thể thế nào thì chưa biết. Về hình thức kỷ luật, trước đó nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu, giám đốc nhà hát kịch Hà Nội, đơn vị chủ quản của Hồng Đăng từng khẳng định phải dựa trên bản tường trình và theo yếu tố bạn ấy có liên quan đến pháp luật, có phạm pháp hay không thì mình mới xử lý được. Còn lại bình thường, theo luật viên chức, khi để xảy ra hậu quả nghiêm trọng sẽ chịu hình thức kỷ luật cao nhất, đó là buộc thôi việc. Còn hiện tại mình chưa thấy cậu ấy vi phạm theo mức độ nào. Chính vì thế tôi sẽ xin ý kiến của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội, đợi bạn ấy trình diện, giải trình mới có mức kỷ luật cụ thể được. Xin được chuyển sang thông tin cuối cùng. Chính phủ Mỹ sắp dừng bao cấp vaccine, bộ xét nghiệm, thuốc chữa COVID-19. Từ năm 2023, người dân có nhu cầu phải tự mua. Thưa quý vị, mới đây điều phối viên ứng phó COVID-19 của chính phủ Mỹ Ajit Jha cho hay rằng Nhà Trắng đang lên kế hoạch vượt qua giai đoạn khủng hoảng của đại dịch COVID-19 và sẽ dừng mua vaccine, bộ xét nghiệm và thuốc chữa COVID-19. Vị này cho biết, một trong những điều chúng tôi suy nghĩ rất nhiều trong những tháng qua là đưa chúng ta khỏi giai đoạn khẩn cấp khi chính phủ mua vaccine, bộ xét nghiệm và thuốc chữa COVID-19. Hy vọng của tôi là vào năm 2023, các bạn sẽ thấy sự thương mại hóa hầu hết các sản phẩm này. Một số sắp bắt đầu vào mùa thu, trong những ngày, những tuần sắp tới. Tiến sĩ Joa cho rằng, điều cần hướng tới là ai cũng có thể vào một tiệm thuốc và tiêm vaccine. Đồng thời, chính phủ cần tiếp tục đầu tư phát triển các vaccine thế hệ mới và trong tình trạng sẵn sàng đối phó với đại dịch. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình của tin tức sức khỏe. Quý vị đừng quên ấn nút đỏ đăng ký để theo dõi những tin tức nóng nhất về sức khỏe mỗi ngày. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.